Chào mừng các bạn đến với khóa học phong cách nhảy trong bộ môn breaking. Thì ở cái khóa học này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về footwork style. Chúng ta sẽ có 3 chương, 19 bài. Các bài học này chúng ta sẽ giới thiệu qua về footwork và footwork style. Đây là những cái bài lý thuyết và thực hành chuyên sâu về cái chuyển động footwork. Khóa học sẽ nêu ra những cái thông tin chung về footwork, footwork style và các tác dụng khi mà chúng ta thực hành những cái động tác footwork style này. Rồi, bây giờ cái động tác knee kick out thì làm sao để chúng ta có thể đặt cái đầu gối xuống đất? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn, đó chính là khi mà chúng ta nhảy ra ngoài. Ok. 1. Rồi, ở đây các bạn sẽ lưu ý là cái người và cái chân của chúng ta phải quét thật là linh hoạt. Chúng ta sẽ duỗi cái bàn chân này ra để cho chúng ta có thể quét ra đằng sau được dễ dàng. Chúng ta đếm nhìn nha, 5, 6, 7 và 8, 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Thì để tìm hiểu rõ hơn về cái khóa học thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết cái khóa học nhé.